Nhưng mà anh em đây á, chính là sọt 2K này, bé Lâm này, cũng như là Thiên Si và KMR anh em ơi. Bên kia là Ký Đầu Mày Giờ này, Hanh DJ này, Chùm Mốc Lớp này, cũng như là Trường Khánh. Thề luôn, bên kia là toàn những ai đòn mà có kỹ năng không à anh em ơi. Không biết là trong trận đấu này ai chính là người thắng ấy. Trời ơi, là trời, mỗi lần mà tôi xem cái trận đấu cực kỳ là căng thẳng của mấy idol trong Free Fire là tôi cực kỳ là phấn khích luôn anh em ơi. Không biết là trong trận này ai chính là người chiến thắng ấy. Ui, bé Lâm đang có định là sẽ nhảy keo nè anh em ơi. Đù, Thanh Lâm nhảy keo đúng kiểu là mực như xanh siêu luôn anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Ok, bé Lâm tầm này đang nhìn ở trên cao anh em ơi. Và phía trước là hiện tại là vẫn chưa có ai này. Phía bên này là vị trí của KBR nè anh em à. À, KBR cũng là nhãn keo luôn anh em ơi. Đúng là ở trong chế độ mà thứ chiến anh em mà kiểu có nhảy keo là đúng cực kỳ là có lợi luôn anh em ơi. Bé Lâm tầm này là vẫn chưa thấy ai cũng như là bắn này. Bên kia là vẫn còn nguyên 4 người nha. Team bé Lâm thì vẫn chưa nóc ai nè anh em ơi. Ui, có giao tranh xảy ra nha. Đây chính là vị trí của KBR này. À, đang căng ke. Phía bên này là Ký Đầu Mày Giờ nè anh em ơi. Ký Đầu Mày Giờ là vẫn chưa thấy ai này. À, có người lọt dưới hay sao ấy. Hanh DJ nè anh em ơi. Ui, tên bé Lâm bây giờ còn hai người quái đản luôn anh em ơi. Ok, còn lại Thiên Si với lại bé Lâm này, rồi xong Thiên Si nóc luôn. Chơi xong luôn anh em ơi, bé Lâm ngủm cụ tỏi luôn, công nhận là tên kia mạnh cực kỳ luôn anh em à. Theo nhưng mà tôi thấy là ở trong trận đấu này tem của bé Lâm là khó nhai tem kia rồi anh em ơi, toàn những idol tự chiến với lại bờ rồ không ấy. Ok, bây giờ là để xem là ở trong trận đấu này tem của bé Lâm là có lật lên được không nha anh em ơi. Tỷ số bây giờ là tạm thời là 1-0 nghiêng về tem của Chùm Mốc Lớp rồi. Ok. Ui, Thanh Lâm đang có định là nhảy keo anh em ơi. Đu quái nồi. Nhảy keo pha này bắn được luôn kìa anh em ơi. Thanh Lâm này công nhận là bây giờ nhảy keo kinh thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ là hiện tại là hai bên là vẫn chưa nóc ai anh em ơi. Căng nha, thề luôn, trận đấu này phải nói là cực kỳ là căng luôn anh em ơi. Ui, Thanh Lâm đừng nói là nhảy gì trong nhà luôn nha, hơi ảo ma Canada đây. Phía bên này chính là vị trí của Thiên Si nè anh em ơi. À thì trong trận đấu này là chỉ được bắn màu tính A7 thôi nha anh em ơi, không được bắn MB nha. Thành ra là rất chi là bất lợi cho bé Lâm luôn ấy. MB chính là súng tủ của bé Lâm mà không được bắn thì thôi, chịu gì nổi anh em ơi. À đi rồi, ui, Thiên Si vừa bắn được một pha anh em ơi. Cố lên, cố lên. Rồi xong, ngẫm cu tỏi luôn anh em ơi. Phía bên này là vị trí của bé Lâm này, bé Lâm tầm này là đang bơm máu lại anh em à. Ui, tay bé Lâm bây giờ là còn có hai người thôi anh em ơi. Căng nha, căng nha. Không biết là trong trận đấu này là tên bé Lâm thắng được không anh em ơi. Ui, bé Lâm gặp người rồi anh em ơi. À, trước mặt bé Lâm chính là Ký Đầu Mày Giờ này. Ok, bây giờ trong tên bé Lâm là chỉ còn mỗi bé Lâm thôi anh em à. Chủ là trời thôi xong rồi. Tầm này là bé Lâm mà căng ba đừng là hơi căng đấy anh em ơi. Ok, tên Lâm này để xem là có làm được không nha. Ui, sau lưng có nữa kìa. Đây rồi, hay. Thôi xong, còn chín máu quả đạn luôn anh em ơi. Ok, có máu siêu cấp này. Trong trận đấu này là được nhảy keo và là đục keo anh em à. Rồi xong rồi bo vô luôn anh em ơi. Đúng kiểu như là bo không muốn hổ với Lâm anh em ơi. Trong số tất cả idol trong đây á, anh em nào biết idol nào thì nhớ là comment ở dưới nha anh em ơi. Nhưng mà không biết là trong trận đấu này thêm có mấy Lâm là có thắng được không anh em ơi. Chắc là tôi nghĩ là thua tới nơi luôn rồi đấy. Bây giờ là tỷ số 2-0 rồi anh em à. Ok, Thanh Niên Lâm là đang nhảy keo cũng như quan sát này. Đúng rồi, chơi tới bến đi chứ còn gì nữa. Rồi xong, Thiên Si ngẫm cụ tỏi luôn anh em ơi. Bây giờ là trong team bé Lâm còn lại 3 người, bên kia là còn 4 người nè anh em à. Ui, căng nha, căng nha. Không biết là team bé Lâm thắng được ở trong trận này không anh em ơi. Hay quá, bên kia là nóc 1 của anh em à. Ui, nóc 2 người luôn. Bây giờ là 2 đấu 2 anh em ơi. Ui, xong rồi, Thiên Lâm là còn 70 máu này. Trời ơi, là trời quái đạn luôn anh em ơi. Cố lên Lâm ơi, cố lên. Trong trận đấu này phải nói là cực kỳ là căng luôn anh em à. À, còn lại là một người này. Rồi xong mày. Trận đấu này tôi nghĩ là bé Lâm khả năng cao là có thể là sẽ thắng rồi đó anh em ơi. Rồi, kêu cuối cùng là thuộc về bé Lâm nè anh em ơi. Bây giờ tỷ số được đăng lên là 1-2 rồi nha. Ok, bây giờ là tôi sẽ quan sát Ký Đầu Mày Giờ nha anh em ơi. Những anh em nào mà hay xem video của Ký Đầu Mày Giờ thì cũng biết là Ký Đầu Mày Giờ chuyên làm về kéo phân diện anh em ơi. Và trong tem này là tôi thấy có cả là Chùm Bóng Lớp nữa anh em, mà cũng là một cái phân diện có kỹ năng anh em ơi. Nhưng mà trong tem này tôi thấy là Hanh DJ bây giờ đang có là 5 kill này. Ký Đầu Mày Giờ thì đang có một kill nha anh em ơi, Chùm Bóng Lớp là 2 kill và cuối cùng chính là một kill đến từ vị trí của Trường Khánh nha. Ok, bây giờ để xem là Ký Đầu Mày Giờ là bắn như thế nào anh em ơi. Căng nha, căng nha. Tính ra là Ký Đầu Mày Giờ là tôi lần đầu tiên quan sát là Ký Đầu Mày Giờ bắn luôn anh em ơi. Phía bên này là vị trí của bé Lâm nè anh em à. Ui, bé Lâm là tầm này nhảy keo căng đét luôn anh em ơi. Bên kia là còn lại hai người này. Ok, để xem là team bé Lâm là có thắng được trong trận đấu này không nha. Tạm thời là team bé Lâm là hơn người bên kia rồi anh em ơi. Rồi, ha, chứ mà kìa. Này thì Chùm Mốc Lớp mà ra đi không bao giờ trở lại luôn. Còn lại là Trường Khánh anh em ơi. Rồi xong, bé Lâm căng hai luôn anh em ơi. Bây giờ tỷ số là cân bằng rồi nha, hai đều. Bây giờ là tôi sẽ quan sát Chùm Mốc Lớp nha anh em ơi. Thì anh em nào mà hay xem video của Chùm Mốc Lớp anh thì cũng biết là Chùm Mốc Lớp này cũng có làm YouTube anh em ơi. Tên là Nguyễn Kha Khánh nha. Ok, rồi để xem là Chùm Mốc Lớp bắn như thế nào anh em ơi. Ui, tính ra là trong team này với lại là team bé Lâm mà có vẻ như là ngang tàn ngang sức đó anh em ơi. Bây giờ tỷ số là 2 đều rồi nha.
Ok, chuẩn bóng lốc làm gì đây? Ui, yếu rồi anh em ơi, hình như là chuẩn bóng lốc đối đầu với lại là Thiên Si hay sao ấy. Trời ú, là chơi rồi xong rồi, cuối cùng cũng là T15 rồi, cũng đã nóc một người rồi nha anh em ơi. Bên kia là còn đầy đủ 4 người này. Căng nha, căng nha. Đây rồi, vị trí của ký đầu bây giờ anh em ơi. Ký đầu bây giờ hiện tại là vẫn đang tìm kiếm kêu nè anh em ơi. Hồi nãy giờ tôi thấy là một kêu tao nói đứng im từ nãy giờ luôn anh em à. Thứ gì mà chịu nổi ấy. Bé Lâm tầm này là làm gì đây? Đây rồi, ui, bé Lâm là bắn nóc ký đầu bây giờ rồi anh em ơi. Bây giờ là phía bên kia là còn lại là chùm mốc lớp này. Ok, bé Lâm làm gì đây? Này thì chùm mốc lớp, ui yếu rồi. À, đặt kêu tròn hả? Này đặt kêu tròn, rồi xong nóc cùng luôn anh em ơi. Ok không sao, bây giờ tên bé Lâm là còn hai người mà anh em. Còn lại là sọt 2k nè anh em ơi. Với lại là cao bờ rầu này. Ui rồi xong rồi sọt 2k nóc rồi anh em ơi. Còn lại cao bờ rầu. Trời ơi là cho Trường Khánh là nãy giờ là căng tem luôn rồi anh em ơi. Gớm ghê ông nội. Công nhận là pha đó Trường Khánh bắn ghê thiệt anh em ơi. Ok bây giờ là tôi sẽ quan sát bé Lâm nha. Bé Lâm là bây giờ đang có là 6 kill rồi anh em ơi. Sọt 2k trong tay bé Lâm là một kill này. Thiên Si bây giờ là chưa có kill nào nè anh em ơi. Cao bờ rồ là đang có là 4 kill nha. Như vậy là bé Lâm là đang có số kill là cao nhất tem hiện tại luôn anh em ơi. Gánh tem luôn, gấm ghê ông nội. Trong trận đấu này là chỉ được bắn M87 thôi, cho nên là cực kỳ là mất lợi thế cho bé Lâm luôn ấy. Do là thanh niên Lâm này chính là bét MB40 anh em ơi. Bét Tiểu Liên nha. Đây rồi, chơi tới bến luôn chứ còn gì nữa. Trời ngủ là trời đặt kéo nhanh vậy. Tem bé Lâm là còn 3 người, bên kia là cũng còn 3 người anh em ơi. 3 đấu 3 kiểu này thôi ngon rồi. Ui thôi xong rồi, vừa nói với tiếng là trong tay mấy Lâm có một người nóc rồi anh em ơi. Rồi xong mấy Lâm nóc luôn rồi anh em à. Căng thế nhầy. Còn mỗi là cao bờ rồ thôi anh em ơi. Ok cao bờ rồ làm gì đây? Hay cao bờ rồ mà căng ba được quá này thôi, trời ơi đẳng cấp luôn nè anh em ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, khó rồi. Cao bờ rồ tầm này là còn có nửa cái máu thôi anh em ơi. Bên kia là còn lại đầy đủ là 3 người luôn anh em à. À đây rồi, thôi xong toàn luôn anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ quan sát ký đầu bây giờ nữa nha anh em ơi. Ui ký đầu bây giờ chỉ mới một kill thôi anh em à, từ đầu chẳng tới bây giờ luôn ấy. Bên tem của ký đầu bây giờ đang có là Hanh DJ 9 kill nè anh em ơi. Trời ơi nó gánh tem luôn anh em mà, gớm ghê ông nội. Hanh DJ này chính là một cái đứa em mà mình quen nha anh em ơi, cũng là một TikToker phải nói là follow khá là cao đó anh em ơi, và cũng có kỹ năng đó nha. Phía bên này là chùm bóng lớp có một kill từ Thiên Si rồi nha anh em ơi. Ok để xem là bé Lâm là làm gì đây. Trời cố lên Lâm ơi, hay quá. Ký đầu bây giờ yếu rồi anh em ơi. Đây rồi, thôi xong, không được rồi anh em ơi. Tỷ số bây giờ 5-2 rồi, toan quá anh em à. Bé Lâm tầm này là đang cố gắng cũng như là gánh những người đồng đội của mình anh em ơi. Ok, bây giờ để xem là bé Lâm làm gì nha. Trời ơi, cố lên Lâm ơi. Tầm này Thiên Lâm mà thua nó là hơi toan đó anh em ơi. Nhưng mà trong trận đấu này nếu như mà bé Lâm mà team nó có thua là tôi cũng sẽ đăng nha anh em ơi. Bởi vì đây chính là một trận đấu mà hội tụ tất cả các idol anh em ơi. Á à, đù, bé Lâm giấy keo luôn cả anh em ơi. Hay quá. Rồi xong bên kia còn một người cuối cùng anh em à. Không biết là người cuối cùng đã ở đâu. Rồi xong nóc luôn anh em ơi. Hình như là cao bờ rồ là nóc người cuối cùng ấy. Ghê vậy. Ký đầu bây giờ đang có cho mình đó là 2 kill anh em ơi. Hanh DJ là 11 kill này. Chùm mốc lớp là 4 kill và Trường Khánh đang có là 5 kill nha anh em ơi. Ui cái tem này thề luôn là bắn cực kỳ là hủy diệt luôn anh em ơi. Tem bé Lâm nói chung là bé Lâm đang cố gắng là gánh tem anh em ơi. Bé Lâm là đang có số kill là cao nhất ở trong tem hiện tại luôn ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là trong trận đấu này là bé Lâm hơi khó đó anh em ơi. Ok, cố lên Lâm ơi. À, ký đầu bây giờ đang ke nè anh em ơi. Rồi xong rồi tới chuyện rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Tem của bé Lâm hình như là sọt 2k nóc rồi anh em ơi. Bây giờ đây chính là vị trí của bé Lâm nha. Ok, cố lên Lâm ơi. Rồi xong còn mỗi bé Lâm thôi anh em à. Tôi nghĩ là trong trận đấu này là bé Lâm chuẩn bị là tới công chuyện rồi anh em ơi. Đù, muốn keo mượt chứ vậy. Thanh niên Lâm này muốn keo ghê đấy. Rồi xong một phát một thôi là chùm bóng lốc tiễn vong luôn anh em ơi. Bên kia là còn lại 3 người. Nhưng mà tôi nghĩ là hơi khó rồi anh em ơi. Ui, nhảy keo nữa kìa anh em à. Rồi xong, Thanh niên Lâm tầm này bị nhảy keo rồi anh em ơi. Hay. Ui, Thanh niên Lâm tầm này hơi khó nha. Cố lên Lâm ơi, cố lên. Ui, quái nồi không ai nhảy ra. Rồi xong, biết ngay mà ngấm của tỏi nữa anh em ơi. Đúng kiểu như là ở bên kia toàn những idol mà có kỹ năng không à anh em ơi. Ui, Hanh DJ 14 kill luôn, thứ gì mà chịu nổi. À, Thiên Si làm gì đây. Ui, Thiên Si công lên luôn anh em ơi. Chơi máu chiến cực kỳ luôn ấy. Ok, tem bé Lâm bây giờ là vẫn còn đầy đủ người nè anh em ơi. Cao bờ rồ tầm này là đi lẻ này, không biết là cao bờ rồ là có bắn được ai không anh em ơi. Cố lên cố lên. Tem bên kia nói chung là rất là mạnh đó anh em ơi. Bé Lâm quyết định công lên này. Đây rồi Trường Khánh hả? Ui yếu rồi, một cái nữa nóc rồi. Hay quá, cuối cùng là Trường Khánh cũng đã nóc rồi nha anh em ơi. Bên kia là còn lại một người này, để xem là người còn lại chính là ai nha. À hình như là chùm mốc lớp anh em ơi. Nhưng mà chùm mốc lớp này chính là một cái phân diện mà có kỹ năng nha anh em ơi, chứ không phải là gà mờ đâu. Đó biết ngay mà vừa nói tiếng là trong tem bé Lâm có người nóc rồi. Bây giờ để xem là bé Lâm làm được gì nha anh em ơi.
Hay quá, bé Lâm ra rồi, tiễn dông luôn. Ok, thứ 6 bây giờ được đăng lên là 46 rồi nha. Đây anh em ơi, chân dung có một người mà phải nói là có số kill cao nhất ở trong team hiện tại luôn anh em ơi. Và đang có là 14 kill nha. Ui, tính ra là cao nhất ở trong chặng luôn ấy. Ký đầu mày giờ tầm này đang ke này. À, hình như là ký đầu mày giờ đang đối đầu với lại bé Lâm nè anh em ơi. Ok, ký đầu mày giờ đang có là 2 kill. Ui, tính ra nãy giờ tôi thấy là ký đầu mày giờ bắn cũng rất là nhiều, nhưng mà số kill nói chung là cũng khá là thấp luôn anh em ơi. Ok, không sao. Thì rồi, team bé Lâm hiện tại hình như là nóc thêm một người nữa là anh em ơi, quái đản thật sự luôn ấy. Rồi xong, hai người nóc luôn. Tầm này là hơi to rồi anh em ơi. Ui, ly gì đâu mà nó nhanh gọn lẹ luôn anh em ơi. 7-4 luôn rồi. Thôi xong anh em ơi, team bé Lâm tầm này là kiếp này coi như bỏ luôn rồi đây. Ok, bé Lâm tầm này đang nhảy keo nè anh em ơi. Căng nha. Tôi nghĩ là team bé Lâm ở trong trận đấu này là hơi to rồi đấy. À, ký đầu bây giờ này. Rồi xong rồi, công lên luôn Lâm ơi. Này thì ký đầu bây giờ này. Ui, tôi nghĩ là ký đầu bây giờ đang rất là yếu luôn rồi đây. Căng nha, chùm một lớp này. Thôi xong rồi anh em ơi. Thề luôn là chùm một lớp bắn căng quá anh em ơi. Bé Lâm là tầm này là còn tí máu này. Hay quá, tem của chị Mốt Lớp bây giờ là còn hai người nha anh em ơi. Rồi nóc luôn, một người cuối cùng. Ui, Trường Khánh, hay quá. Rồi xong, cuối cùng là tem Bé Lâm cũng đang tư số lên là 57 rồi nha. Trong tem có ký đầu mà giờ tôi thấy là có Hanh DJ đang có là 17 kill nè anh em ơi. Một số kill mà phải nói là cách biệt tất cả mọi người ở trong trận luôn anh em mà. Khủng khiếp thật sự luôn. Ok, bây giờ là để xem là ký đầu mà giờ làm gì đây nha anh em ơi. À, ký đầu mà giờ công lên luôn anh em à. Ui, căng nha. Rồi xong, quái cả đạn luôn anh em ơi. Bây giờ tầm này là còn lại là Hanh DJ một kill nữa này. Trụ là chở gì đâu bắn ghê vậy. Thì muốn lớp đang đặt kêu tròn rồi anh em ơi. Ha, à, bé Lâm đang ở ngoài này anh em à. Cố lên Lâm ơi, cố lên nha. Trời ơi, đừng để thua nha mày. Thua là tao nói là hơi toan đây. Nhưng mà không sao anh em ơi. Bởi vì đây chính là một trận đấu giao lưu vui vẻ anh em ơi. Bé Lâm thua nói chung cũng được anh em à. Tại vì đây chính là bắn tem chứ không phải là bắn nghiêng anh em ơi. Hay, bé Lâm gánh tem anh em ơi. Bây giờ bên kia còn một người. Rồi xong, cuối cùng là năng tư số là 67 rồi nha. Ngon lành kênh đào. Ok ok, để xem là ở trong trận đấu này là team bé Lâm là có năng tỷ số lên 7 điều không nha. Sang bằng tỷ số luôn chứ còn gì nữa. Tầm này là sọt 2k đang có là 7 kill anh em ơi. Bé Lâm là đang có 9 kill rồi nha. Thiên Si 3 kill này, Cao Bà Rồ 9 kill này. Bên team kia là ký đầu mày giờ 2 kill này. Hanh DJ 18 kill, trời quái cả đảng luôn anh em ơi. Chùm một lớp là 4 kill này. Và cuối cùng là Trường Khánh 7 kill nha anh em ơi. Căng nha, thề luôn là bên team kia có Hanh DJ bắn là cũng hơi cháy đó anh em ơi. Ok, phía bên này tôi thấy là Thiên Si vẫn chưa thấy ai nè anh em ơi. Tem của bé Lâm bây giờ là dòng hết qua bên này luôn anh em à. Ui, quả trưởng hình như là tem có chừng 4 lớp là bên này hết luôn hay sao anh em ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc tầm này bo vô là cũng chạy vô trong nhà rồi đấy. Chuẩn bị là có một cái cuộc giao tranh mà phải nói là siêu kinh điển sẽ ra nè anh em ơi. Mỗi tem bây giờ là còn đầy đủ là 4 người anh em ơi. Mà bo tầm này là đang nghiêng về lợi thế là bé Lâm này. Trời ơi, là trời, trong tem bé Lâm tầm này mà không nâng tỷ số lên 7 điều là phải nói là cực kỳ tiếc luôn anh em ơi. Ký đầu mà giờ này, chơi tới bến đi. Ui, Thiên Si đang khô máu anh em ơi. Hay quá, cuối cùng là cũng đóng một rồi nha. Ok, bây giờ tầm này là vị trí của Cao Bà Rồ là với lại bé Lâm là đang di chuyển ra ngoài anh em ơi. Bên tay bé Lâm là còn lại là hai người này, bên kia là còn ba người anh em ơi. Căng nha, căng nha. Cố lên Lâm ơi. Đây rồi. Ui, Cao Bà Rồ hiện tại vẫn đang kế bé Lâm này. Thử công lên chơi tới bến đi chứ còn gì nữa. Ok, tầm này bé Lâm đang múa nè anh em ơi. Cao Bà Rồ là vẫn chưa có hướng bắn này. Ok, tầm này là chỉ còn mỗi bé Lâm thôi anh em ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, bé Lâm mà cân ba là hơi toan đấy. Hay, nóng một rồi anh em ơi. Thôi xong, thua luôn, tiếc thật sự ấy.